Hello anh em nha. Lên cho anh em thêm một mẫu lồng nữa phục vụ cho anh em hệ máy quay riêng cúp 67 nha anh em. Nay mình lên cho anh em mẫu lồng lồng Thái Lan nha anh em. Lồng quay Thái Lan, phơm cánh gió take nha anh em. Đó, mình nói phơm cánh gió take đi cho nó dễ không bị đụng chạm thương hiệu này thương hiệu kia nha anh em. Đó. Lồng Thái Lan. Lồng này là lồng dài 78 nha. Lưng chu mi đuôi lồng là 57. Lỗ 52 54 nha anh em. Đó. Giá trong cái lồng quay Thái Lan cánh gió take này mình bán cho anh em giá là 450 một vỏ lồng nha. Anh em nào xài thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Hệ máy quay rim cúp 67. Dao là lút and lay nha anh em. Đó, siêu đẹp nha. Đó anh em nhìn không? Cái đường do xi lanh rất là đẹp. Màu nhôm cũng rất là đẹp nha. Rồi, 450 một cái vỏ lồng Thái Lan. Đó, quá đẹp anh em ơi.